Em làm công nhân ở Nhật được 3 năm rồi, tự bươn chải kiếm sống. Nhiều lúc cực quá, em chỉ muốn quay về nước thôi. Nhưng mà về thì không có tiền để nuôi mẹ và các em. Mẹ ơi, tại nhà khó quá nên Tuấn phải đi xuất khẩu lao động. Tết không có về được. Nói thiệt chứ không mong gì hơn là bây giờ mà có con tôi ở đây. Đã sang rồi, mẹ nhóm thân ấm cha ngồi. Anh nhiều vô nha. Nè, anh hai gọi nè. Tuấn hả? Dạ, anh chào cả nhà. Con đang ở đâu vậy? Dạ, con đang ở chỗ làm. Dạ, con cũng mong về ăn Tết cùng mọi người. Tôi không có mong gì hơn là con tôi nó về nó ăn Tết với tôi. Vì con đi kiếm đồng tiền cho thôi ngày sau bần tiện, nên xin mẹ chớ buồn phiền. Một mái nắng xanh trời rời nơi nương náu một thời, về trong đôi mắt dạng người.